Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đường Yên nhận cơn mưa lời khen nhờ sự tinh tế trong show mới, nhịp tim tăng nhanh khi nghe tên La Tấn. Mới đây, Đường Yên xuất hiện với tư cách khách mời tham gia trong chương trình truyền hình giải trí Nhà trọ của chúng ta, sau đó gây ấn tượng nhờ cách xử lý tình huống vừa chuyên nghiệp lại tinh tế. Cụ thể, trong tập này, mỹ nhân Lộ Thụy Hồng Nhan đã nhận được yêu cầu xếp tên các bạn diễn nam cô từng hợp tác chung là Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Trung Hán Lương và La Tấn, theo thứ hạng diễn xuất. Đứng trước tình huống khó xử khi phải so sánh diễn xuất giữa các nam diễn viên đều từng làm việc cùng, Đường Yên đã nhanh trí sắp xếp tên họ theo thứ tự bảng chữ cái. Theo đó, câu trả lời đầy bình tĩnh của nữ diễn viên đã nhanh chóng gây ấn tượng và nhận được nhiều lời khen ngợi vì vừa thông minh lại tinh tế. Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc nổi bật khác phải kể đến trong quán trọ của chúng ta đó là khi Đường Yên nghe thấy tên La Tấn. Được biết, khi nghe đến tên chồng mình, nữ diễn viên đã không kiềm được sự ngại ngùng và hạnh phúc, khiến nhịp tim cũng nhanh chóng tăng vọt từ 73 lên tận 88. Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú trước sự ngọt ngào giữa cặp đôi si bít dù kết hôn đã lâu. Đường Yên và La Tấn chính thức công khai hẹn hò từ năm 2016, sau đó chính thức về chung một nhà bằng hôn lễ diễn ra tại cung điện Belvedere thuộc nước Áo vào năm 2018. Sau khi sinh con gái đầu lòng vào năm 2020, Đường Yên chủ yếu tập trung vào việc chăm sóc. Đến nay, khi hiếm hoi xuất hiện trở lại trên chương trình giải trí, nữ diễn viên vẫn nổi bật, thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp trẻ trung đến mức khó tin được, cô đã bước sang tuổi 39. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.